Chào tất cả mọi người đã đến với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một khu dân cư rất là đẹp tại Nhà Bè. Khu dân cư là Thái Sơn Nhà Bè. Thì với khu dân cư này thì bao gồm rất là nhiều biệt thự với diện tích là 10 x 25 và nằm trên một cái trục đường thông từ Lê Văn Lương sang với Nguyễn Hữu Thọ. Với khu dân cư này thì rất là tiện lợi và kế bên cái khu đô thị GS Metro City 350 hectare. Cảm ơn những chia sẻ của anh Phước Sửu. Còn sau đây, quý anh chị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu từ tổng quan đến chi tiết hơn về khu dân cư Thái Sơn 1 này nhé. Tên dự án là khu dân cư Thái Sơn 1 do Tổng Công ty Thái Sơn làm chủ đầu tư, có địa chỉ tại đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích lên đến 200.000m2, loại hình phát triển là khu đô thị mới, quy mô dự án là khu biệt thự khép kín. Khu dân cư nằm trên địa bàn xã Phước Kiển, còn được gọi là khu dân cư Phước Kiển Thái Sơn do xí nghiệp kinh doanh nhà, công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, là một trong những dự án tiêu biểu được thực hiện tại huyện Nhà Bè. Quy mô diện tích của dự án là 20 ha, được quy hoạch thành một khu biệt thự khép kín với chỉ một loại hình biệt thự với kích thước nền, chiều ngang là 10m và chiều dài là 25m, gồm 436 nền nhà biệt thự. Trong đó có những nền biệt thự đường lớn 20m và là con đường nối từ Nguyễn Hữu Thọ sang Lê Văn Lương, và những trục đường xương cá song song với lộ giới 12m. Hướng của biệt thự đa số là hướng Bắc và hướng Nam. Và hiện tại, khu dân cư đã có sổ hồng đứng tên cá nhân từng lô và có giấy phép xây dựng từng nền. Pháp lý đã chuẩn và mẫu nhà thì rất đẹp, xây dựng rất tinh tế, gồm một trệt, hai lầu, sân thượng áp mái, một mẫu nhà đẹp, rộng, thoáng mát, mang kiến trúc Âu Mỹ vừa cổ vừa kim. Về tiện ích của dự án thì dự án gần hệ thống giáo dục các cấp và các trường đại học nổi tiếng như là Tôn Đức Thắng, RMIT, Tài chính Marketing. Cung đường giao thông thì dễ dàng di chuyển giữa các quận như là quận 1, quận 4, quận 7, quận 5 và huyện Bình Chánh. Từ vị trí đến trung tâm thành phố chỉ mất khoảng 20 phút, có thể dễ dàng đến các tỉnh miền Tây qua đại lộ Nguyễn Văn Linh. Phía nam thành phố cảng Tây Phú, có thể nhanh chóng đến quận 2, quận 9 và khu Đông 3, cầu Phú Mỹ. Dân cư khu vực cũng được đáp ứng những nhu cầu cơ bản về thực phẩm, vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên hay các quán cà phê mà không cần phải đi đâu xa. Và khu dân cư Thái Sơn xứng đáng là điểm vàng trong bất động sản khu Nam. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe những chia sẻ cũng như những thông tin mà anh Sử và kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng đã cung cấp. Nếu quý anh chị muốn tìm hiểu chi tiết hơn về khu dân cư này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới hoặc bình luận dưới video này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video sau.